Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bún thịt nướng mọi người, không phải đèn đá mọi người. Bún thịt nướng mọi người. Tiêu phải đèn đá mọi người. Có giá dưa leo mọi người, nướng mọi người, dưa bầy mọi người, dưa chua mọi người, cà trắng cũng cà đỏ mọi người, miếng dưa thơm mọi người. Mắm ớt mọi người. Mình cho nó hơi nhẹ như là người thịt nó ướp dễ ăn lắm mọi người, cho mắm vô ăn cảm giác hơi mặn. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa sáng thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.